Xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số chúng em ngày hôm nay. Và hôm nay chúng em rất hân hạnh và trân trọng được giới thiệu cho các bác và anh em một cấu hình cao kê đồng bộ thương hiệu WeWood của Mỹ. Đồng bộ cùng một thương hiệu này và cùng tông màu luôn các bác nhé. Và đây là một bộ cao kê cao cấp dành cho những không gian gia đình hiện đại, sang trọng và hướng tới những phân khúc cao cấp, cho nên là anh em chúng ta có thể chơi đa dạng tất cả các thể loại nhạc trong một chỉ với một bộ dàn cao kê ngày hôm nay thôi. Thì anh em có thể là vừa hát karaoke, vừa nghe nhạc, vừa xem phim. Và hình thức trưng bày của nó cũng rất là đẹp. Và loa như bây giờ các bác anh em thấy là trên thị trường thì loa không chỉ đơn thuần là loa nữa, mà nó là cái đồ vật, là những cái thiết bị để trang trí cho cái ngôi nhà chúng ta nó thêm phần sang trọng hơn. Trước mắt các bác anh em đây là những cấu hình loa cùng thương hiệu WeWood của Mỹ. Hàng chính hãng, được nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và chất lượng âm thanh thì đã được khẳng định trên thị trường trong thời gian vừa qua. Và với cái chi phí đầu tư rất là phải chăng thôi các bác nhé. Đôi khi có khi cả một bộ dàn karaoke đồng bộ hàng mới như này giá còn chưa bằng $1 bãi, nhưng mà các bác và anh em cũng chúng ta sẽ cũng có thể tham khảo thêm về cái cấu hình karaoke ngày hôm nay. Em sẽ đi chi tiết từng phần một. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu loa, sau đó là quả trầm và cuối cùng là cung đẩy liền vang. Và chưa hết, bộ dàn karaoke ngày hôm nay chỉ có 3 thiết bị và tặng kèm 2 quà tặng nữa, đó là một cặp mic không dây và một chiếc đèn xoay laser. Và trong bộ cao kê ngày hôm nay sẽ là 28 triệu đồng các bạn nhé. Xin phép được giới thiệu lần lượt cho các bác và anh em. Đầu tiên là đôi loa. Trước mắt các bác và anh em đây là đôi loa mang thương hiệu WeWood của Mỹ, model là G1000. Phiên bản G1000 này có thiết kế là dùng 2 bát 20 màng cao su, màng là polyplastic gân cao su, chung cũng vậy, và một chép dôm, chép thiết kế họng kèn. Và cái tổng thể của nó là một trong dòng loa nhiều đường tiếng. Và lợi thế của những dòng loa nhiều đường tiếng đó là cái âm thanh nó rất là đều, nhiều dải và âm thanh rất là chi tiết, thánh thót. Những cái bản nhạc, dù là chúng ta chơi những bản nhạc điện tử như là bản nhạc không lời như thế này thì nó vẫn rất là du dương, rất là ngọt ngào. Và chúng ta chơi những bản nhạc có cái tiết tấu nhanh mạnh dồn dập như EDM, DJ, remix v.v. nó vẫn thể hiện rất xuất sắc các bạn nhé. Đó là nhờ thiết kế nhiều đường tiếng và âm thanh rất là sống động, chi tiết. Bên cạnh đó thì là một cái thiết kế cũng rất là sang trọng, lịch sự, đúng không ạ? Một cái thiết kế màu đen tuyền, gỗ nguyên khối rất chắc chắn. Nó có cái vân mờ chúng ta nhìn thấy được. Và đương nhiên rồi, nó có một cái căng ở phía trước này chúng ta có thể tháo rời ra được. Và riêng em thì em lại thích cái kiểu cách, nó phong cách bày trí trong không gian gia đình, em tháo căng ra cũng như là để cho các bác anh cùng khám phá, chiêm ngưỡng cái thiết kế của loa nhiều đường tiếng. Và với thiết kế dạng loa đứng như này, kích thước thùng lớn cộng với 2 bát 20, nó thả những quả bát rất là mềm, rất là ngọt ngào. Và đặc điểm của những dòng màng polyplastic thì nó sẽ rất là nhẹ và có cái tốc độ phản hồi rất là cao, nhanh, chính xác. Nó không bị văng, không như nó sẽ cắt được cái phần đuôi ù rèn ở những dòng loa có cái công nghệ cũ ngày xưa. Và những dòng loa như này thì nó sẽ không có cái tiếng ù rèn khó chịu như những dòng loa trước. Đó là một công nghệ rất là mới. Nó có thể đáp ứng được mọi cái nhu cầu giải trí trong không gian gia đình chúng ta nữa. Hát karaoke hay, nghe nhạc hay, trưng bày đẹp, đúng không ạ? Và những dòng loa này thì xuất phát điểm của nó là một trong những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp các bạn nhé. Nhưng mà nhà sản xuất đã cải tiến đi ở cái phần công suất cũng như là cái thể hiện nó xuất sắc hơn ở cả cái chế độ karaoke nữa. Lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái khả năng trình diễn karaoke sau. Và đây là chúng ta đang trải nghiệm cái khả năng trình diễn ở những bản nhạc nhạc điện tử, nghe nhạc chuyên nghiệp các bác nhé. Âm thanh chúng ta có thể đeo tai nghe và chúng ta thấy được nó rất là trong trẻo, sạch sẽ và rất là ngọt ngào nữa. Đặc điểm của những dòng loa, xin lỗi, nói thêm về những dòng loa nhiều đường tiếng khác với dòng loa full chép kèn thì nó chỉ có 2 đường tiếng thôi, đúng không ạ? Một bát và một chép. Thì chúng ta thấy được âm thanh nó sẽ hơi bị khô, hơi bị cứng. Và đôi khi là chúng ta cũng cảm giác tiêu cực, đó là những cảm giác chói tai. Là những dòng loa ấy nó công suất nó quá mạnh và nó phóng vào một vị trí người nghe cho nên làm cảm giác nó hơi khó chịu. Còn với những dòng loa nhiều đường tiếng thì âm thanh nó sẽ lan tỏa đều hơn này, rồi cũng như là giải tần nó sẽ có cái sự giao thoa. Ví dụ nó như thế này, cái giải loa bát này thì nó có bát trầm này, có bát này, có trung cao, và trung này thì nó có cả trung trầm, trung và trung cao, chép thì nó có cả cái giải trung cao nữa, cho nên là chúng ta sẽ thấy được cái sự giao thoa giữa những cái đường tiếng này với nhau, cho nên âm thanh nó rất là ngọt ngào. Và những ai mà đã chơi dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp mà nó nhiều đường tiếng ấy, 2 đường tiếng, xin lỗi, từ 3, 4, 5 đường tiếng trở lên thì chúng ta sẽ thấy được cái cảm nhận như này. Xin phép được chuyển sang cái sản phẩm tiếp theo. Xin lỗi, giới thiệu thêm cho các bác anh em, những ai mà
quan tâm dòng loa này thì dòng loa này có cái thiết kế ở phía sau này nó có cái chế độ tách cầu đánh by wire by em, tức là chứ nào chúng ta sẽ tách cầu ra để chúng ta đánh riêng độc lập cho loa bass và loa chép dành cho anh em chơi chuyên sâu, chơi chuyên nghiệp. Ai mà đã chơi loa high end thì chúng ta biết được là khi mà nhà sản xuất người ta thiết kế cái cầu này để chúng ta có thể tháo được cái miếng đồng này ra thì nó sẽ tách được cái giải chép và chung ở một cái cọc âm dương này và cái cọc bên dưới là giải bass, thì tức là tương ứng với hai cái loa bass này để chúng ta sẽ đánh một cái đường riêng và một cái kênh khác, một cái kênh độc lập khác thì chúng ta sẽ đánh cho giải chung và giải chép, như vậy thì âm thanh nó sẽ tách bạch và nghe nó sẽ rất là hay, rất là hưng phấn. Và đấy là dành cho những anh em nào chơi chuyên sâu thôi các bạn nhé. Còn đâu chúng ta bình thường trong gia đình thì chúng ta cứ để như thế này, chúng ta đấu vào âm ly, đấu vào cục đẩy là chúng ta chơi bình thường thôi. Đấy, các bác anh em lưu ý là chỉ cần một đường âm dương chơi ở chế độ thông thường là chúng ta đã có thể hát karaoke và nghe nhạc được rồi, đúng không ạ? Xin giới thiệu sơ qua cho các bác và anh em cái thông số kỹ thuật. Cái chiều rộng của nó là 27 cm, chiều sâu là 31 và chiều cao là 108 cm, công suất trung bình từ 350W và công suất cực đại là 700W, và cái độ nhạy của nó lên tới 95 dB. Anh em có thể đánh với bất kỳ âm ly nào cũng được, đánh âm ly để đông, nút men, âm ly giao vua 203 506, vân vân, tất cả các âm ly trên thị trường đều có thể chơi được đô la này các bạn nhé. Độ nhạy rất cao nhưng không tốn công suất đó. Và đương nhiên là anh em nào mà thích hát karaoke thì chúng ta cần thêm một chiếc vang nữa, hoặc là những cái cục đẩy liền vang như ở đây thì đã tích hợp sẵn vang rồi. Giới thiệu sơ qua các bác anh em, những ai mà chưa được biết những dòng đẩy liền vang này, đây là một trong những công nghệ hiện đại nhất cho tới thời điểm hiện tại của hãng Wood Mỹ. Nó tên là X7DAC. Tại sao nó gọi là X7DAC? Tại vì là bên trong nó đã tích hợp sẵn giải mã, nó không giống như là cục đẩy hay là giống như âm ly thông thường. Thì âm ly thông thường thứ nhất là nó sẽ không có công nghệ chống hú này, không có Bluetooth này, không có cổng quang này, rồi không có giải mã như cái này, đúng không ạ? Cái này nó đã tích hợp tất cả trong một rồi, và cũng rất là đơn giản, dễ sử dụng, và cũng như là tiết kiệm chi phí chúng ta rất là nhiều. Thay vì chúng ta mua đẩy rời, vang rời, nâng tiếng rời, giải mã nữa, đúng không ạ? Thì trong này đã tích hợp sẵn rồi và tiết kiệm đi rất nhiều chi phí cho chúng ta khi đầu tư những bộ dàn karaoke ở thời điểm hiện tại các bác nhé. Âm thanh cũng rất là thuyết phục. Nó hay không thua kém gì những thiết bị rời, nhưng mà lại dễ sử dụng hơn rất nhiều các bạn nhé. Chúng ta không cần quan tâm đến vấn đề tinh chỉnh là nâng tiếng như thế nào, đúng không ạ? Không cần phải đặt âm lượng của cục đẩy từng kênh như nào cho nó phức tạp, thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái nút tăng giảm âm lượng của nhạc và tăng giảm âm lượng của mic ở đây thôi. Và các thông số chìm này thì bọn em đã cài đặt sẵn cho các bác và anh em. Có cổng quang, có đầu đọc USB ở đây, có một cái nối Bluetooth không dây với máy tính bảng, máy điện thoại. Phía trước có 3 cổng cắm mic và phía sau thì có 2 cổng cắm mic không dây nữa. Có thể đánh đồng thời, công suất có thể đánh đồng thời được 2 đôi bass 30 hoặc là 1 đôi bass 40 có dư các bạn nhé. Đó, đằng sau có 4 đường giao loa mà. Đó. Và tiếp theo là quả trầm, đây là một thương hiệu hay còn gọi là quả subwoofer đấy. Anh em gọi là sub cũng được, subwoofer cũng được, gọi là loa trầm cũng được. Em hay quen hay gọi là loa sub thì anh em gọi là thế nào cũng được, miễn sao là chúng ta hiểu là được các bạn nhé. Đây là phiên bản mới nhất của năm 2021, nó là phiên bản 2012 Plus. Ở phiên bản hôm trước thì em đã giới thiệu phiên bản màu đỏ, màu gỗ, vân gỗ đấy, thì nó cũng giống như này thôi. Thì hôm nay thì nó khác màu, đây là một màu đen piano rất là đẹp, đen tuyền luôn. Công suất thì cũng rất là mạnh mẽ, tương tự như 2012 Plus hôm trước màu gỗ đã, thì công suất có thể lên tới 700W, chạy mạch Class D. Cái mạch Class D và nó có cái chế độ là cắt được cái giải cái đuôi ù rẻ, nó như là những cái dòng trầm như này, tiếng bass đánh rất chắc các bạn nhé, đánh rất chắc, rất gọn, rất lực. Và nhờ một cái thiết kế màng bass nó sử dụng là màng polyplast, tương tự như màng của con G1000 này. Thì màng polyplast em xin nhắc lại đó là cái thiết kế nó rất là nhẹ và nó lại rất là cứng. Với những màng một cái thiết kế nhẹ và cứng như vậy thì cái tốc độ phản hồi nó rất là nhanh và đánh tiếng bass nó rất là chính xác, không có tiếng ù, không có rèn, không đau đầu khó chịu nữa đó. Và với những dòng trầm như này anh em có thể chơi đa dạng các thể loại nhạc, hát karaoke cũng hay. Tiếng bass rất là chắc, gọn, uy lực và nó giúp cho các em giữ cái nhịp nhịp phách nó lực liên tục và chúng ta bắt nhịp bài hát nó cũng sẽ không bị lệch, hát nó không bị lệch, không có cái tình trạng, tránh tình trạng mà lời đi trước rồi nhạc theo sau chẳng hạn như vậy, hoặc là nhạc đi trước rồi lời cứ theo sau như vậy, nó hát nó không được hay, đúng không? Hát không được sành điệu, không được chuyên nghiệp. Thì cái quả trầm này sẽ giúp rất nhiều trong khi chúng ta hát karaoke, nó sẽ tăng cái sự hứng phấn hơn. Còn khi chúng ta nghe nhạc cũng vậy, nhưng các bạn nhé, khi có loa siêu trầm vào thì nó giúp cái bản nhạc cứ liên tục đều đặn như vậy, nó giữ cái nhịp phách của bài nhạc, nó giống như cái xương sườn, như cái xương sống của cả một bản nhạc như vậy. Và khi
mà tiếng trầm nó hòa quyện cùng cái loa chính kia, chúng ta sẽ thấy được cái sự hưng phấn, sự kích thích và tăng cái cảm hứng khi chúng ta nghe nhạc hơn rất rất nhiều các bác nhé. Và cái loa trầm này cũng thể chơi được rất nhiều các thể loại nhạc, từ những bản nhạc nhẹ nhàng, mềm mại, ngọt ngào, du dương, chậm chạp, trữ tình, sâu lắng như bản nhạc như này thì nó có thể thể hiện rất xuất sắc rồi đúng không ạ. Và với những bản nhạc có cái tiết tấu nhanh, mạnh, dồn dập, liên tục đấy, dứt khoát thì cái quả trầm này cũng thể hiện rất rất xuất sắc. Lát nữa chúng ta sẽ cùng đi lần lượt các cái phần để chúng ta cùng trải nghiệm sau các bạn nhé. Và với cái thiết kế trang trọng, lịch sự, có cái e căng để chúng ta có thể tháo rời ở đây. Đó, thương hiệu WeWood của Mỹ, logo in rất sắc nét, 4 chân, thiết kế để chúng ta nâng hạ được và chúng ta có thể điều chỉnh được cái nó cân bằng và trên mọi địa hình thì chúng ta để được quả trầm này. Đó, một cái thiết kế rất đẹp đúng không ạ? Đó, công suất của nó lên tới 700W rồi, anh em có thể thoải mái đánh trong không gian của tầm 40-50m2 ghép với loa bass 30 hoặc là 40 trong không gian gia đình, thoải mái các bác nhé. Đó, thiết kế cũng rất đẹp và đồng màu cùng với đôi loa, đồng màu cùng với cục đẩy liên vang. Tổng trị giá bộ dàn cao kê ngày hôm nay là 28 triệu đồng. Quả trầm này có giá bán lẻ là 6 triệu đồng. Xin lỗi, 6 triệu 500 nghìn đồng. Đôi loa này giá 14 triệu 500 nghìn đồng. 14 triệu 500. Và cục đẩy liền vang này đang có mức giá là 7 triệu đồng. Và các bác và anh em đang nếu mà quan tâm muốn mua cả bộ dàn cao kê ngày hôm nay thì công ty Hoàng Long chúng em đang có chính sách tặng quà tri ân cho các bác và anh em. Đó là một cặp mic khung dây rất là xịn sò, lời ca tiếng hát rất bắt mic, hát ấm áp và ngọt ngào, và đầu thu nhỏ gọn, và chưa hết một quà tặng nữa, đó là một chiếc đèn xoay laser ở kia để chúng ta có thể trang trí trong không gian gia đình dịp Tết sắp tới rồi đúng không ạ, cho thêm phần không gian nó phần sinh động và cũng như là tăng cái sự ấm áp trong không gian gia đình chúng ta. Rồi xin mời các bác và anh em cùng quay về phần chính để test chất âm. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng phần một, đầu tiên là nghe nhạc không lời du dương, sau đó nhạc có lời, sau đó là những cái bản nhạc điện tử EDM và cuối cùng là hát karaoke các bác nhé. Các bác và anh em nhớ theo dõi video này từ đầu tới cuối và sau đó thì cho em những cái like, đăng ký kênh và ủng hộ và chia sẻ cho Hoàng Long với em nhé. Rồi xin mời các bác và anh em cùng đeo tai nghe và thưởng thức ạ. Và ngay sau đây thì xin mời các bác và anh em hãy cùng quay sang phần tiếp theo, chuyển sang phần tiếp theo để chúng ta cùng nghe thử những bản nhạc nghe nhạc hay em chuyên nghiệp các bác nhé. Cái độ khó của những bản nhạc nghe chuyên nghiệp thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ cần cái sự độ tĩnh này, độ chính xác này, và cái sự ngọt ngào này, và cũng như là cái cảm xúc rất là mạnh mẽ nữa. Xin mời các bác và anh em cùng đeo tai nghe và chúng ta thưởng thức cái bài hát rất quen thuộc, bài hát Giận Mà Thương. Xin mời.
Anh em đã trải nghiệm cái khả năng thể hiện rất là xuất sắc ở cái thể nhạc, thể loại nhạc high-end chuyên nghiệp đúng không? Anh em có thể đeo tai nghe và chúng ta cảm nhận nó được trung thực hơn. Thực ra thì nghe qua điện thoại thì nó chỉ thể hiện được phần nào thôi các bác nhé. Đặc biệt là cái giải siêu trầm thì nó điện thoại thì không thể hiện hết được. Đôi khi là nó sẽ bị vỡ tiếng, nó bị méo tiếng đi, sẽ không còn hay được nữa các bạn nhé. Đeo bằng tai nghe sẽ là chính xác nhất, hoặc là đấu vào trong bộ dàn karaoke nhà chúng ta đó. Rồi sau đây thì xin mời các bác anh em hãy cùng quay về cái phần tiếp theo, chơi những bản nhạc điện tử EDM đúng không ạ, để xem cái khả năng thể hiện những cái bản nhạc DJ remix nhanh mạnh dồn dập thì nó có thể hiện tốt không. Xin phép được giới thiệu lại các bác anh em, chọn bộ karaoke ngày hôm nay là 28 triệu đồng các bác nhé, gồm một đôi loa Beats G1000 hàng chính hãng của Mỹ, cộng với cục đẩy, xin lỗi, cộng với quả trầm W2012 Plus phiên bản màu đen piano rất là đẹp sang trọng, cùng màu với đô la. Và không thể thiếu được đó là trung tâm điều khiển của bộ dàn karaoke ngày hôm nay, đó là cục đẩy X7 DAC, tích hợp sẵn vang số, tích hợp sẵn giải mã, tích hợp sẵn đồ Bluetooth, cổng quang, vân vân, không thiếu cái gì cả các bạn nhé. Và nó rất đơn giản, dễ chỉnh, dễ sử dụng nữa. Và không thể thiếu được đó là hai phần quà tặng của chúng em, đó là cắm mic không dây và một chiếc đèn xoay laser. Xin mời các bác anh em cùng đeo tai nghe và thưởng thức. We'll be right back.
À thôi, phần tiếp theo xin mời các bác và anh em hãy cùng hát nghêu ngao với em một bài bài hát rất quen thuộc, bài hát được mang tên Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, để nghe thử cái khả năng trình diễn karaoke rất xuất sắc bởi bộ dàn karaoke ngày hôm nay, đồng bộ thương hiệu chính hãng Wood của Mỹ. Và em hát luôn với chiếc mic quà tặng của chúng ta ngày hôm nay các bác nhé. Rồi xin mời các
gian thì các bác và anh em cũng đủ cảm nhận được cái chất âm bộ dàn cao kê ngày hôm nay. Rất là ngọt ngào và rất là tinh tế, cũng như là rất là đầy đủ tất cả các giải và chơi đa dạng tất cả các thể loại nhạc, đúng không ạ? Các bác và em có thể thấy được là dù là nghe nhạc trữ tình, mềm mại, du dương cho tới những bản nhạc EDM điện tử non-stop rồi hát karaoke cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vì đây là một cấu hình karaoke ghép đồng bộ. Đồng bộ thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái sự ngọt ngào và phối hợp nó rất là nhịp nhàng, rất ăn ý. Đó chính là thương hiệu WeWork của Mỹ. Đô la cũng cùng một thương hiệu WeWork Modern G1000. Cục đẩy liên vang X7 DAC cũng thương hiệu WeWork. Cục trầm W2012 Plus cũng thương hiệu WeWork của Mỹ. Và tổng trị giá bộ dàn cao kê ngày hôm nay là 28 triệu đồng thôi các bạn nhé. Anh em đang có nhu cầu muốn tham khảo hoặc là muốn đặt hàng ngay bộ dàn cao kê ngày hôm nay thì có thể gọi điện trực tiếp, hoặc là các bác và anh em muốn mua lẻ các thiết bị như loa, cục đẩy, vang, mic, nâng tiếng, vân vân, tất cả các thiết bị về karaoke thì các bác và anh em có thể gọi điện trực tiếp theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình là 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của chúng em tại 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, và bọn em sẽ ship hàng toàn quốc. Các bác và anh em ở quanh khu vực Hà Nội có thể là bán kính trong vòng 50 km trở lại thì bọn em sẽ miễn phí lắp đặt tận nhà cho các bác và anh em những bộ dàn karaoke. Còn ví dụ như trong vòng bán kính tầm 200 km mà anh em có yêu cầu, chúng em có thể đến tận nhà lắp đặt cho chúng ta. Và đương nhiên thì các bác và anh em sẽ hỗ trợ chúng em một phần phí vận chuyển các bác nhé. Và xin nhắc lại, bộ dàn karaoke ngày hôm nay 28 triệu đồng gồm một đôi loa WeWork G1000, một quả trầm W2012 Plus và một cục đẩy liên vang X7 DAC, tặng kèm một cặp mic không dây cũng như là một chiếc đèn xoay laser ở kia. Đấy, các bác và anh em có thể gọi điện trực tiếp. Nếu như cần tư vấn, chúng em sẽ tư vấn miễn phí cho các bác và anh em nhé.